Khoảng 20 giờ tối qua trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra một vụ trộm rất táo tợn. Một tên trộm đã đột nhập vào gia đình ngay trong buổi tối và sau khi bị phát hiện thì kẻ này đã dùng dao để chém hai vợ chồng chủ nhà bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 1 tháng 6, một hộ dân thuộc ngõ 1 đường Nguyễn Tất Thành, Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã bị trộm đột nhập. Nhiều người dân cho biết là tên trộm sau khi đột nhập được vào gia đình này, di chuyển từ tầng 2 xuống và dùng dao đâm vào phổi của người vợ. Người chồng sợ hãi bỏ chạy lên tầng 2 thì bị tên trộm dùng dao chém vào đầu. Người chồng dùng hết sức chi hô và ra ban công để nhảy xuống tầng 1. Vợ chồng chủ nhà khoảng 60 tuổi, người vợ hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Người chồng hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, thành phố Hà Nội. Sau đó vài giờ thì tên trộm đã bị công an thành phố Vĩnh Yên bắt giữ và đưa về trụ sở. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, cũng theo nguồn tin từ những người dân là hàng xóm thì mấy ngày nay tên trộm liên tục lảng vảng để tìm hiểu. Được biết gia đình bị trộm làm đại lý kinh doanh bánh kẹo nên khoảng chiều tối sẽ thu về hàng tỷ tiền hàng. Tên trộm trèo vào nhà qua cây trồng trước cửa sổ tầng 2, sau đó thì xuống tấn công người vợ, dùng dao gọt hoa quả, mục đích là đâm tử vong chủ nhà để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhưng bị phát hiện và phải trốn vào kho chứa hàng. Vài tiếng sau, đối tượng này bị bắt giữ.